giới thiệu tiếp tục để các bạn một cái dòng mã đến từ Onkyo, một cái con mình bán rất nhiều rồi. Onkyo Wavio, model là SAU55SX2. Hôm bữa mình có bán XX1 rồi, GX rồi rất là nhiều. Các bạn thể thấy là nó cái dòng Onkyo, dòng giải mã này thì nó chỉ ghi cái model thôi, chứ nó không có ghi tên Onkyo vào. Thì chúng ta lên trang web hãng thì biết Wavio là cái dòng mà đặc biệt của Onkyo, nó làm riêng cho các cái thiết bị giải mã và cài cảm thanh. Đây, để mình bấm cho các bạn xem. Chứ nhiều bạn mua về không hiểu, nói ủa sao không thấy chữ Onkyo ở đâu. Hôm trước mình có bán cái mà nó còn nguyên thùng thì nó sẽ ghi chữ Onkyo. Đây, trang web này rib.onkyo.com này, các bạn thấy là đây, các bạn thấy là cái bộ giải mã này. Đây, các bạn thấy là Wavio đó. Đó, nó rất là nhiều bộ, như là những cái dòng như là SX 55 GX rồi SX2 đó, các bạn thấy đó. Đó, của Onkyo nha. Rồi, tại vì cái này nó không còn hộp, giấy cặp tông nên nhiều bạn sẽ không biết đây là của thương hiệu Onkyo. Còn ai chơi nhiều rồi sẽ biết. Con này thì đặc biệt, nó có thể làm một cái rè được để chúng ta vào bằng cái đường link. Thì cái đường này là đường analog, làm rè là làm rè analog thôi. Còn lại thì nó là một cái giải mã chuyên nghiệp, chúng ta có thể vào đường cáp quang, cáp đồng trục và đặc biệt là đường cáp USB máy tính nữa. Đó, chức năng làm rè chỉ hỗ trợ cho đường vào analog thôi các bạn. Và các bạn lưu ý, đường vào mà analog thì nó không có qua chip giải mã đâu nha. Này, lưu ý nha. Rồi, con này thì mình bán, con này thì nó, con này hôm nay thì lắp ráp tại Malaysia. Hôm trước có con phiên bản lắp ráp tại Nhật, cái nào cũng giống y nhau, nhưng mà thôi kệ, Malaysia thì mình bán rẻ hơn một chút, 4 triệu 3 nha các bạn. Sản xuất tại Malaysia này. Con này thì sử dụng adapter nên các bạn thể xài vừa điện 110 cũng được, mà 220 cũng được nha. 4 triệu 3, gọn nhẹ sang trọng, chất âm rất là hay. Chúng ta có thể để đứng hoặc là để nằm. Chuyển cổng đây, digital lên là đường AV này, USB là USB máy tính này. Đó, rồi 4 triệu 3 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc các bạn nghe. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mình đăng lên nha. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc. Một USB là 800 ngàn, 128 GB. Còn một ổ cứng là 1.000 GB, giá 2 triệu nha. Hai chúng mình thì em với anh vừa biển đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua chúng còn chẳng kỷ niệm
hai chúng mình.